Cho các bạn coi cây cà na nè, bông quá trời bông luôn. Đây mấy cây nữa nè. Cái đâu vậy Bun à? Bun, bạn thấy xe lưng nhìn thấy đã không? Nó không có cao, các bạn thấy lùn lùn mà nhìn thấy cưng lắm, tay đứng đàng hoàng. Bun à, Bun, Bun ơi, hãy cho Bun lên clip nha. Đây cà na nè, nó ra hai đợt trái các bạn, hai ba đợt luôn. Nó trái quá trời trái luôn. Bây giờ nó ra bông, nó bông trắng cây hết trơn mà. Các bạn thấy không? Lá còn ít hơn bông nữa nè. Cái trắng trắng vậy là bông hết nha các bạn. Cây nào cũng vậy hết. Ở đây mình quay cho các bạn coi. Bun chạy đâu vậy? Nè. Trái cũng quá trời trái luôn. Mấy cây này bữa mình cũng bẻ bớt rồi. Trời, nó xuống nó nằm nó lăn kìa. Nãy nó đi tắm đã rồi, giờ nó nằm nó lăn. Đất rộng quá mà đi chơi thoải mái luôn. Hay lắm các bạn, nó đi xa lắm mà nó biết đường về hết trơn à. Bun, Yếu ơi, cưng không? Yếu nè, Bun. Hồi nãy nó mới chạy lại, nó bắt nó thấy con cò các bạn. Dí con cò bay lên. Cho các bạn tham quan cái dòng suối nhà mình ha. Trên đây là đất ở trên rẫy nè, từ trên mí đường xuống luôn nha các bạn. Miếng trống trống là cái miếng thanh lý mình quay đó. Bên kia là cái nhà mình, dưới đây là cái bờ suối. Đất mình dấp ganh với suối luôn nha. Dưới đây cũng là trồng cao su luôn. Cao su ở đây, cao su lớn. Nhìn các bạn coi vô tham quan dòng suối nè. Suối này có cá chạch lấu đâu nha các bạn. Cá đồ nhiều lắm nha. Đây giờ tháng này nước cạn nó rút nè, nó hơi lắc, bạn coi cũng thông cảm ha, với cái cù bắp này nó hơi lắc quá. Đây dòng suối nhà mình nè, đây nước cạn nha các bạn, nắng quá mà mưa đổ xuống kìa, cá trên thượng nguồn nó chảy về ha. Đây là cái gọi là cái gì ta, cái dưới gai. Đó, nguyên bụi dưới gai nè. Dòng suối nè các bạn thấy đã không? Thôi mình lại mình quay mấy chỗ câu cá cho các bạn coi. Giống như bên kia có cái điểm, nó điểm câu cá đó. Đó. Đã không? Tắm đồ mát lắm nha các bạn. Suối này nó chảy có một đầu à. Chỉ chảy xuống thôi mà không có chảy lên nha. Gọi là suối mà, nào sông ở miền Tây nó mới chảy lên chảy xuống. Bạn tham quan ha. Suối này chảy dài lắm nha các bạn. Em rảnh trưa xuống tắm rồi nó mát. Trời ơi đâu dưới rồi Bun. Đi đâu dưới vậy con? Đi tắm hả? Bun đi tắm hả Bun? Đi lên nè. Bun à. Nóng quá các bạn. Chó nó còn xuống nó tắm mà, nó có đường đi lên luôn phải không? Nè Bun biểu nè, mát không? Ừ? Bun mát không con? Có sấy lưng luôn nha các bạn. Nè nhìn sấy lưng đã không? Đó, nguyên cái sấy lưng luôn ha. Ha Bun, Bun nó phải đi xuống suối tắm các bạn. Chiều chiều cái rảnh nó chở đi xuống suối nè. Đi bộ xuống nó đi theo mình, nó xuống suối nó tắm cái nó đi lên vậy đó. Nóng quá chịu không nổi các bạn. Dòng suối mịn này nước cạn mặn, thấy nước dưới luôn nha. Thấy dưới đáy luôn nha các bạn. Ở đây toàn là cát chứ còn là cát không à. Nãy có thay cát khai thác cát đồ hút là biết nhiều cát mà nói, cát dưới sỏi nhiều lắm. Đây nguyên cái dòng chảy luôn nè. Đó, bên kia thì cũng gần rạp cây cối đồ. Bên mình thì mình đã khai quang rồi, bên kia người ta chưa khai quang. Đây mình khai quang mình trồng cao su nữa bạn. Máy lắc chứ gì nè, quay đây thêm cây nữa nè cho bạn coi nè. Nhà mình vườn mình tổng cộng được cái chục cây nha các bạn. Cái cây này là tốt dưới suối nè,
nó có mấy con nhen mấy con sóc nó ăn hết trơn các bạn ơi. Mấy cái ở trên nó xa, mấy cái cây nó không chuyền đu qua được thì nó còn. Đấy, cái dưới suối này là nó ăn nữa, mình ăn nữa. À, bên kia người ta cây người ta cưa, ta đang thanh lý rồi các bạn. Nó cài xuống chắc lên, cưa xong rồi giờ mới cài xuống chắc cây lên nha, thanh lý giống như mà cái lô của mình ở trên vậy đó. Đây cũng còn mấy cây măng cục đó các bạn, cây này dưới suối này nha, gần dưới suối, mình hồi quay cái dòng suối cho các bạn coi nha. Nó trái quá trời luôn, cây nó nhỏ nhỏ và vừa mà trái nhiều. Không có nước tưới các bạn, ở đây đường xa quá đó, mình không có chạy đường dây xuống mình tưới được. Nó rụng quá trời rụng luôn. Nè, đây là cây sầu riêng nhà mình các bạn. Cây này rất là nhỏ nha, không cùm tay mình à. Nhưng mà tại nó ở trong gập các bạn, trồng cũng 7-8 năm rồi. Ở trong bóng cao su đó, nó không có lớn. Nó cũng đậu được 3 trái này các bạn. Không biết đây tới lớn còn trái nào không biết, chứ gần dưới suối này nè. Sợ người ta đi câu cá, chích cá đồ đó, riêng ngang nó bẻ không chừng nữa. Trước trồng có trồng nguyên hạn chảnh mà ăn ít lắm, yếu bị mắc trộm nhiều các bạn. Thấy giờ thấy đậu được 3 trái nè, không biết làm sao nữa có được ăn hay không. Quay cho các bạn coi nè, cây nó ở trong gập đó, nó cũng nhỏ thôi, kệ nó ra nhiêu mình cũng ăn, để chừa ăn luôn. Bạn thấy không, cây sầu riêng nhỏ xíu mà nó có bông luôn nè, thấy là bông nghẹt hết trơn thấy không. Trên đây nó, đây nó mới nở nhụy xong nè, bắt đầu ở đây nó đâm bông, đâm ra bông nữa nè. Đó, này tổng quan cho bạn coi nè, cây nó nhỏ xíu rồi nha, nó có bự nha. Đó, xíu thôi, tại nắng hạn quá không có nước tưới các bạn, muốn khô muốn chết luôn rồi. Bạn coi ở dưới gần mấy suối của nhà mình nè, phong cảnh hữu tình luôn. Đây ăn nhậu hồi cuối tuần đồ, anh em tụ họp đồ cũng vui vẻ. Mới làm hai hôm trước cũng hai thùng đây với mấy anh em. Ăn nhậu xong xỉn quá, ai cũng dễ chơi, chưa dẹp dọn nữa nè. Giờ mình xuống phải dẹp dọn. Đó, còn đầy đủ hết. Qua cái bụi tre là dưới là cái bờ suối các bạn. Có đường xuống nè. Đó, trên đây là bóng cây mát rượi luôn. Nói chung ở đây mát, mát gì lắm mát. Cây cối xung quanh nè, các bạn nhìn thấy đã không? Chỗ này không lý tưởng thì chỗ nào lý tưởng nữa ha. Có bờ suối, có lũy tre làng nữa. Chung là rất mát mẻ luôn nha. Chỉ lót giấy đồ ra ngồi đem đồ ăn vô thôi. Nè, bên đây là nướng thịt, nướng cá. Chỗ vậy kiếm đâu ra các bạn? Tre nữa nè. Giờ đi vô nhậu, bữa nhậu về hết rồi. Mình nhà mình giờ mình phải dọn dẹp. Đây là cái con suối ở đây nè, quay các bạn coi. Đó, thấy không, rất là mát mẻ luôn. Cái mùa măng nó mọc là ngon lắm nha các bạn. Cái này là tre gai á, tre gai gọi là tre gừng á, rất là ngon luôn. Nè, nó lên được một cây nè. Thấy không? Các bạn thấy cây măng nó không? Đó. Này về luộc không mà kho thịt, kho cá gì ăn cũng ngon hết, nó giòn, rất là giòn. Chè gai này loại hiếm lắm các bạn, chỉ có miền quê đồ vậy mới có thôi. Cái thành thị đồ người ta không có bán măng này cho các bạn ăn đâu. Với người ta bán măng le, đồ với măng che tàu, măng mảnh tông đồ các bạn ăn, với măng này các bạn không có. Cái này luộc lên cho nó ra bớt đắng đi mà kho ăn rất là ngon luôn nha. Mốt tới mùa mình đi sắn mình làm clip cho các bạn coi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Chào cả nhà mình. Nhà mình quay các bạn coi mấy cây cà na nhà mình nè. Trái quá trời trái luôn. Bông thì nghẹt bông hết. Mấy chục, mười mấy, 20 cây nha các bạn. Mấy cây nhỏ gần cả chục cây nữa. Cây nhỏ mình mới trồng sau khoảng năm mấy. Nè, bông nghẹt hết trơn. Nó cây này cây nhỏ mới trồng nè, đằng kia mấy cây nữa nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Mình xin kết thúc video đây. Chào cả nhà mình.